nếu như mà mình xác định rõ ngay từ ban đầu là mình có cái mục tiêu rõ ràng như thế và mình phải tiết kiệm như thế nào và có sao là trên là mình tranh thủ tối đa, là mình mệt bao nhiêu hay là khó khăn bao nhiêu mình cũng được vượt qua, thậm chí khó khăn nhất là môi trường làm việc bên cạnh thì nó vất vả hơn rất là nhiều so với môi trường làm việc ở Việt Nam. Đây là công ty Blazer ở Việt Nam thôi, đấy là một công ty Việt Nam đứng sau thì nó sẽ có gì đó nó sẽ cố gắng để nó phù hợp với người Việt Nam, nhưng khi sang Nhật rồi thì đó là người Việt Nam mình sang Nhật là cố gắng để phù hợp với doanh nghiệp của mình, chứ không thể nói là bắt doanh nghiệp người ta là phải tôi thích làm giờ này tôi làm giờ này thôi hay là vấn đề gì đó thì cái đấy mình bắt buộc là mình phải thích ứng dần thể lực hay là sức chịu đựng đều là mình cố gắng nâng cao mình lên thì để đáp ứng để có thể đồng hành cùng với quan điểm của công ty thì là các bạn đã lên thi tuyển trúng tuyển và đi Nhật thì công ty cũng phải là đã hết trách nhiệm và công ty đều theo sát các bạn trong suốt quá trình 3 năm các bạn đó ở đi Nhật.